Chào các bạn, đây là bao da sen khắc tên làm cho BlackBerry Grip. Thì nhìn qua các bạn thấy là nó khá là thân thiện, nó rất là giống những cái bao da trước đây mà khắc tên đã từng làm. Tuy nhiên các bạn thấy một cái sợi dây lòi lên này. Đây, cái sợi dây này được thiết kế đặc biệt cho Grip, bởi vì các bạn rút ra như vậy thì nó giúp cái máy nó đi ra khỏi bao da một cách dễ dàng hơn. Bởi vì cái Grip nó có cái màn hình trượt, do đó nếu mà không có cái dây này thì các bạn có thể cầm rút điện thoại ra thì có thể nó ra cái trượt như vậy, rất là kém an toàn đó. Do đó khắc tên là một cái dây để các bạn có thể dễ dàng kéo cái Grip ra. Và cái dây này cũng thích khắc tên thiết kế ẩn bên phía trong của cái bao da chứ không lòi ra ngoài như những cái thiết kế khác, rất là gọn gàng, rất là đẹp, không có cấn, không có gì hết đó. Và ngoài ra thì các bạn thấy là khắc tên khỏe một cái lỗ như vậy, đây đặc trưng của những cái bao da trước giờ khắc tên làm cho BlackBerry Passport hay Passport Silver. Nó không chỉ lộ cái chữ BlackBerry ra, nó còn lộ cái đèn notification, do đó các bạn có thể thấy được đèn notification khi để điện thoại ở trong bao da. Cái bao da này nó cũng có holster, do đó khi các bạn rút cái điện thoại ra khỏi cái bao da thì lúc đó cái màn hình nó tự bật lên và các bạn đóng lại thì tự động nó tắt đi. Ngoài ra thì là đặc trưng của khắc tên, các bạn thấy là bao da được làm bằng da thật. Cái da này thì là da bò sáp, và những cái đường chỉ cũng như là những cái lỗ, những cái đường cắt của khắc tên làm chính xác tuyệt đối, mà nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng. Ở đây mình có một cái bao da bò sáp, còn một cái màu nâu và một cái màu nâu sáng nữa. Ngoài ra khắc tên còn có màu đen, màu đỏ, màu xanh, rất là nhiều màu khác nhau. Hôm nay mình muốn chỉ được các bạn ba cái màu này thôi, và mình muốn nhấn mạnh đến cái tính năng này. Đó, đây là một trong những cái thiết kế khắc tên làm cho Grip. Xin cảm ơn.